Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Long Biên Chắc của chúng tôi. Ngày hôm nay tôi rất vinh dự được có mặt tại nhà máy Trường Giang Đông Phong, một trong số những nhà máy mà lắp ráp sản xuất những dòng xe tải rất chi là chất lượng và có sản lượng rất lớn trên thị trường Việt Nam từ trước đến giờ. Ở ngay bên cạnh tôi đây, các bạn có thể nhìn thấy là một cái bãi, một trong số những bãi nhỏ của Trường Giang thôi nhé. Ở đây là những dòng xe tải ben tầm trung và tải nặng. Còn bên tay trái của tôi đây là một số ít những dòng xe tải nhỏ, dòng xe tải nhỏ mới ra mắt của Trường Giang Đông Phong. Trường Giang Đông Phong thì từ trước đến giờ ấy vẫn có những cái ưu điểm rất lớn để sản xuất những dòng xe tải. Vì được liên kết với thứ nhất là FAW và thứ hai là Đông Phong, một trong số những tập đoàn sản xuất máy lớn nhất của Trung Quốc thời điểm hiện giờ. Và thời điểm hiện giờ thì bên tay phải tôi còn một số lượng xe ben mà sử dụng động cơ Euro 2, tiêu chuẩn khí thải Euro 2 đấy ạ. Một số những dòng xe ben sử dụng động cơ tiêu chuẩn khí thải Euro 2. Và một số những cái dòng mở trên thị trường đến thời điểm hiện giờ là cực kỳ hiếm hàng và cực kỳ là hot. Chúng ta có thể nhìn thấy một số dòng xe ví dụ như là 8 tấn mốt 2 cầu, cầu dầu nhé. Tôi xin nhấn mạnh với các bạn là 2 cầu như là cầu dầu nhé, cầu dầu sau. Đây xin giới thiệu các bạn. 8 tấn mốt tải trọng và 2 cầu, cầu dầu. Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy rất rõ cái cầu dầu của nó. Vì nhà máy Trường Giang đã tháo bớt một cái lốp ra để các bạn có thể nhìn thấy. 8 tấn mốt, 2 cầu và là cầu dầu. Ngoài sản phẩm này ra thì Trường Giang thì điểm hiện giờ còn rất nhiều các chủng loại xe ben tầm trung khác trong cái khoảng độ từ 8 tấn. Ví dụ con này 8 tấn mốt, hoặc bên kia nó là 8 tấn rưỡi. Tất cả ở đây thì đều là máy cơ nhá. Tôi xin nhấn mạnh với các bạn là máy cơ ạ. Vì sao máy cơ thời điểm hiện giờ vẫn rất được các bác tài là ưa chuộng? Vì với các cái tính năng dễ sửa chữa, dễ thay thế các phụ tùng. Nó không như là máy điện Euro 4. Máy điện Euro 4 thời điểm hiện giờ có rất nhiều cảm biến, cho nên là cái phần sửa chữa của nó đang bị rất hạn chế. Nhưng mà các bác tài chạy máy cơ thì cực kỳ yên tâm luôn. Dễ sửa chữa và dễ thay thế, ở đâu cũng có thể sửa chữa được. Đấy. Chúng ta thì lướt qua một vòng để xem các sản phẩm của Trường Giang Đông Phong nhé. Ở đây chúng ta ngay đây có con bốn chân này, bốn chân thùng của Trường Giang Đông Phong, rất đẹp, tải trọng lớn 17,9 tấn. Ở đây là các xe nó quay đầu hết vào, nên chúng ta nhìn nó không được đẹp cho lắm, nhưng không sao. Một số các dòng xe nữa của Trường Giang Đông Phong rất nhiều. Vâng, Trường Giang Đông Phong có một số sản phẩm mà có thể các bạn còn chưa thể biết đến ạ. Đấy là cái con ba chân ạ, 6x6, một cầu trước và hai cầu sau. Vâng, cái dòng ba chân mà lại còn có thêm cầu trước nữa thì cực kỳ tuyệt vời đúng không ạ? Những cung đường khó, đường trơn trượt. Vì cái xe ba chân thì nó chỉ chở những cái hàng vật liệu xây dựng đa số là quá tải, và đa số là những cái cung đường rất chi là khó để vào những công trường, công trình. Vì thế nên thêm một cái cầu trước nữa thì thật là tuyệt vời đúng không ạ? Không còn gì để chê nữa. Một lát nữa tôi sẽ giới thiệu với các bạn ba chân 6x6. Nhưng mà chúng ta có thể xem qua trước một loạt các sản phẩm của Trường Giang Đông Phong. 8 tấn mốt, 8 tấn rưỡi, 8 tấn 75, rất nhiều và rất nhiều. Ở đây có một cái sản phẩm mà thời điểm hiện giờ cũng đang là gần như hết hàng của Trường Giang Đông Phong. Tôi chưa nhìn thấy con 3 tấn 49 và con 5 tấn 7 đâu.
Đây là một cái con mà thời điểm mà khi nó ra mắt nó đã làm mưa làm gió 9 tấn 2. Nhưng thời điểm hiện giờ nó chỉ còn là 8 tấn 5 năm thôi. Tải trọng của nó trước kia nó là 9 tấn 2, nhưng thời điểm hiện giờ là 8 tấn 5 năm. Đây rồi, tôi đã nhìn thấy một con xe nhỏ của Trường Giang đây rồi. Đây rồi, 3T49 đây rồi. BT49 của Trường Giang, một những dòng xe mà nâng tải lên chạy khá là tốt, phù hợp với những cung đường nhỏ vì cái kích thước tổng thể của xe nó khá là gọn và cái thành thùng nó rất cao, thành thùng cao, khối lượng hàng chuyên chở nó rất chi đặc là nhiều. Chúng ta cùng đi tìm xem là những cái dòng xe của Trường Giang Đông Phong. Đây là một cái xưởng để chỉnh sửa lại trước khi xuất xưởng. Đây ạ. Ba chân 66 của tôi đây ạ. Các bạn có nhìn thấy. Kích cỡ lốp 1001. Đây. Các bạn nhìn thấy là cái cầu trước của nó rất lớn đúng không ạ? Rất lớn. Cầu trước. Một sản phẩm mà cực kỳ là chất lượng của Trường Giang Đông Phong. Còn đây là cầu sau của nó. Vâng, tôi xin phép là chỉ được giới thiệu qua một chút thôi về các cái sản phẩm của Trường Giang Đông Phong để các bạn có thể là tiếp cận được với sản phẩm của Trường Giang Đông Phong. Mọi thắc mắc, mọi liên hệ cần giải đáp về kỹ thuật xe hay là để có thể chọn lựa được những chiếc xe mà phù hợp ưng ý với công việc của mình thì các bạn hãy liên hệ ngay với chúng tôi để có những cái tư vấn tốt nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của chúng tôi. Xin chào các bạn.